Xin chào các em, rất vui là hôm nay cô và các em lại sẽ cùng tiếp tục được tìm hiểu phần Skill 1 trong Unit 1. Và trước khi bước vào bài học ngày hôm nay thì cô yêu cầu các em phải có hai quyển sách sau, đó là sách học sinh và sách bài tập tiếng Anh lớp 6. Ở đằng sau của mỗi quyển sách này các em sẽ thấy có đính kèm phần mềm IC Books. Đây là phần mềm sẽ giúp cho các em có thể thuận tiện hơn trong việc làm bài tập và kiểm tra kết quả đánh giá năng lực của mình cũng như ôn lại các kiến thức mà các em đã học ở trên lớp. Nếu bạn nào chưa có quyển sách này thì các em có thể truy cập trên các web www.icbooks.vn để nhận được sự hỗ trợ nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học ngày hôm nay. Skill 1, Unit 1. Thì ở phần Skill 1 của mỗi bài, các em sẽ được học về kỹ năng đọc và nói. Đầu tiên, ở phần bài đọc Reading của ngày hôm nay, các em sẽ tìm hiểu một số từ vựng trước để có thể đọc bài một cách nhanh và dễ dàng hơn nhé. Từ vựng đầu tiên mà chúng ta được học trong bài ngày hôm nay sẽ là từ trường trung học cơ sở. Chúng ta có từ Lower Secondary School. Lower Secondary School. Lower Secondary School. Tiếp theo đó là trường nội trú. Môi trường mà các bạn có thể vừa học ở đây và vừa sống lại ở đây. Ta có từ boarding school. Boarding school. Boarding school. Tiếp theo đó là trường mẫu giáo. Ta có từ kindergarten. 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 Và các bạn xem thử đây là cờ của nước nào nhỉ? Chính xác đây là cờ của nước Úc. Ta có từ nước Úc sẽ là Australia. 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 Tiếp theo thuộc về hải ngoại, thuộc về nước ngoài hoặc là từ nước ngoài. Ta có từ overseas. 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 Đến là hình ảnh của một tỉnh ở trong một đất nước. Thì từ tỉnh ở trong tiếng Anh ta sẽ có là province. 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 Tiếp theo ta có một từ vô cùng quen thuộc, đó là từ núi. Núi sẽ là mountain. 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 Và một từ cũng không hề kém phần quen thuộc, đó là từ cánh đồng. Cánh đồng sẽ là field. 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 Tiếp theo các bạn nhìn hình ảnh, các bạn sẽ thấy đây là các tòa nhà đúng không nào? Ta có từ tòa nhà là building. 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 Các thiết bị, các vật dụng cần thiết, ta sẽ có từ equipment. 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 Và các bạn nhìn hình ảnh, các bạn sẽ thấy các bạn này đang ở trong một câu lạc bộ. Câu lạc bộ này chính là câu lạc bộ nghệ thuật. Vì vậy ta có từ art club. Art club. Art club. Và một từ cuối cùng, có lẽ nhiều bạn cũng biết từ này. Đây là môn thể thao bóng rổ. Ta sẽ có từ basketball. 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 Đó là tất cả những từ vựng mà chúng ta có trong bài ngày hôm nay. Vì vậy các bạn hãy cố gắng nhớ lấy các từ vựng này, vì ngay sau đây chúng ta sẽ áp dụng nó vào trong hoạt động số 1, Activity 1. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với hoạt động số 1 trong phần Reading, Activity 1. 1. Look at the pictures. What do they tell you about the schools? Read the text quickly to check your ideas. Trong phần hoạt động này, các em sẽ phải nhìn những bức tranh bên dưới và đoán xem là những cái bức tranh này họ nói gì về ngôi trường của họ cho mình biết. Sau đó các em sẽ đọc nhanh những bài text, những đoạn văn ở bên dưới và kiểm tra xem ý tưởng của mình, suy nghĩ của mình liệu có đúng hay không. The first text is talking about An Lạc Lower Secondary School. Ví dụ như ở hình đầu tiên, bây giờ cô và các em sẽ cùng dịch đoạn văn ở từng hình một nhé. Hình đầu tiên sẽ nói về trường trung học cơ sở An Lạc. Trường này nằm ở tỉnh Bắc Giang. Đó là một ngôi trường nhỏ. Nó có 6 lớp học, 7 lớp học, 194 học sinh.
Ngôi trường được bao quanh bởi những ngọn núi và những đồng xanh. Trường có phòng máy tính và phòng thư viện. Trường cũng có vườn ở trong trường và sân chơi. Như các em thấy thì những bạn nữ đang nhảy múa ở trên sân trường của mình. Đoạn văn thứ hai, hình ảnh thứ hai là nói về trường PLC ở Sydney. The second text is talking about PLC Sydney ở Úc. Đây là một ngôi trường nội trú. Ngôi trường này là ngôi trường dành cho các bạn nữ, School for Girls. Đây là ngôi trường nội trú. Học sinh ở đây sẽ vừa học và vừa ở lại đây. Có khoảng 1.250 bạn nữ từ lứa tuổi 4 tuổi, tức là lứa tuổi mẫu giáo, kindergarten, đến lứa tuổi 18, tức là đang học lớp 12, đi đến trường PLC Sydney để học. PLC Sydney có những học sinh đến từ khắp các vùng ở Úc, from all over Australia, and overseas, có nghĩa là và khắp cả thế giới, trên toàn cầu. Ở đây thì học sinh sẽ được học các môn như là môn toán, này, môn vật lý và môn tiếng Anh. Và ở đoạn văn thứ 3, hình ảnh thứ 3, các em thấy đây là đoạn văn nói về trường Vinaprita. The third text is talking about Vinaprita School. Đây là trường quốc tế dành cho học sinh từ năm học, từ năm lớp 1 cho đến năm lớp 12. Nó có những tòa nhà lớn và các thiết bị hiện đại. Mỗi ngày thì học sinh sẽ nói tiếng Anh với các giáo viên nói tiếng Anh. Và buổi chiều thì học sinh sẽ tham gia vào các câu lạc bộ thú vị. Họ chơi bóng rổ, chơi bóng đá và chơi cầu lông. Một vài học sinh sáng tạo thì họ có thể học do drawings, có nghĩa là họ vẽ. Họ vẽ và họ sơn, họ tô màu ở câu lạc bộ nghệ thuật. Sau khi các em liệt kê các ý tưởng của mình ở bên dưới đây, thì các em có thể bấm vào nút Show Answers để tham khảo đáp án của phần mềm IC Books. Tiếp đến, chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 2, Activity 2 trong phần Reading. 2. Now find these words in the test. What do they mean? Trong phần này, các em sẽ được yêu cầu là tìm các từ sau trong đoạn văn chúng ta vừa đọc ở trên và các em cùng xem thử nó có nghĩa là gì. Trước tiên, chúng ta cùng xem các diễn giải trong phần meanings có nghĩa là phần ý nghĩa của từ xem thử nhé. Ở câu A, connected with có nghĩa là có liên kết với, or involving two or more countries, hoặc là có liên quan đến hai hoặc nhiều hơn hai quốc gia. Ở câu B, be all around, có nghĩa là ở xung quanh, từ mọi phía. Câu C, involving the use of skill, bao gồm việc sử dụng kỹ năng, and the imagination to produce something new, và sử dụng trí tưởng tượng để tạo ra một thứ gì đó mới lạ. Và ở câu D, the arrangement, có nghĩa là sự sắp đặt, sự sắp xếp, by which school students live at their school, mà để học sinh sống ở trường và về nhà vào kỳ nghỉ, going home during the holidays. Từ những giải nghĩa trên, ta có thể nối các từ phù hợp ở cột B, cột A và cột B, cột words và cột meanings, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ thử nối nhé. Ví dụ như từ đầu tiên, từ boarding. Ta có trong từ boarding school, trường nội trú. Vì vậy, ở đây ta sẽ nối one với D, là một sự sắp xếp cho học sinh học và ở lại trường, chỉ về nhà vào kỳ nghỉ. Hoặc như number two, international. International có nghĩa là đa quốc gia, có nghĩa là quốc tế. Vậy thì nó sẽ đồng nghĩa với nghĩa là kết nối một, hai hoặc là nhiều quốc gia lại với nhau, international. Surrounded là bao quanh. 3B và creative là sự sáng tạo, tính sáng tạo, có tính sáng tạo. Nó sẽ liên kết với C, sử dụng kỹ năng hoặc là trí tưởng tượng để sản xuất, để tạo ra một cái gì đó mới. Sau khi các em hoàn thành bài xong, các em cũng có thể bấm nút Submit ở dưới để kiểm tra kết quả, xem thử mình làm đã đúng chưa nhé.
Tiếp tục chúng ta cùng đến với activity 3. 3. Now read the test again and complete these sentences. Ở phần activity 3, phần bài này yêu cầu các em đọc lại các đoạn văn đã cho ở activity 1 một lần nữa và hoàn thành các câu văn được cho. Number 1. Học sinh sống, học và học ở trường gì đó thì người ta chỉ về nhà vào cuối tuần. Vậy từ cần điền ở đây chính là trường học nội trú đúng không nào? Ta có trường nội trú sẽ là boarding school. Boarding school. Number 2. Trong 3 ngôi trường mà ta đã được học ở trên thì trường nào là trường mà có câu lạc bộ nghệ thuật nhỉ? Đó có phải là trường Vina Pritter phải không ta? Vậy thì ở đây ta sẽ điền vào là Vina Pritter has an art club. Trường Vina Pritter có câu lạc bộ nghệ thuật. Number 3. There are girls' schools in. Có các trường nữ sinh ở đâu đó. Các em có nhớ quốc gia nào có các trường nữ sinh mà đẹp mà bài trên đã đề cập đến không nhỉ? That's right, đó chính là nước Úc đúng không nào? Ta có nước Úc sẽ là Australia. Australia. Tiếp đến, number 4. Xung quanh trường An Lạc có những đồng xanh và có gì nữa? Đúng rồi, chính xác. Có đồng xanh và có núi đúng không nào? Mountains, green fields and mountains. And the last one, và câu cuối cùng, at Vina Pritter School, students learn English with. Ở trường Vina Pritter thì học sinh sẽ học tiếng Anh với các giáo viên nói tiếng Anh, đó chính là English speaking teachers. Đúng chưa nào? Sau khi hoàn thành xong, các em sẽ bấm nút submit để xem mình làm đúng bao nhiêu câu nhé. Vậy là mình bị sai mất một câu. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chỉnh sửa xem câu ở đây bị sai cái gì nhé. Cô đã viết nhầm. Vậy bây giờ mình sẽ bấm vào nút try again để mình spell lại từ này. Đây là a boarding school, không phải là boarding. Vậy thì ta sẽ sửa lại là a boarding. Và sau khi các em hoàn thành xong, các em sẽ bấm vào nút submit để kiểm tra lại một lần nữa xem mình đã làm đúng chưa nhé. Vậy là bây giờ mình đã hoàn thành xong, mình đã đúng rồi. Máy đã chấm cho mình được kết quả 5 trên 5. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần activity 4. 4. Which school would you like to go to? Why? First, complete the table, then discuss with your friends. Trong phần này, các em sẽ được luyện tập phần speaking, kỹ năng speaking là kỹ năng nói. Đề hỏi là trường nào trong các trường trên mà em cảm thấy là em thích đến, em thích đi học và giải thích tại sao. Đầu tiên thì các em sẽ hoàn thành bảng bên dưới, first complete the table, hoàn thành bảng bên dưới. Then discuss with your friends, sau đó thì em sẽ thảo luận với các bạn của mình. Ở bảng bên dưới các em sẽ thấy có 3 cột, đó là name of school, tên của trường, reasons you like it, lý do vì sao em yêu thích ngôi trường này, reasons you don't like it, lý do vì sao em không yêu thích ngôi trường này. Các em sẽ tự điền vào các bảng ở bên dưới, các ô ở trong bảng ở bên dưới. Và sau đó các em có thể tham khảo bằng nút show answers để xem thử đáp án đúng và đáp án của bên phần mềm người ta cung cấp. Chúng ta có thể tham khảo đáp án đúng ở đây. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong. Vậy là bài học trong skill 1 của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Các em hãy về luyện tập nhiều hơn kỹ năng reading là kỹ năng đọc và kỹ năng speaking là kỹ năng nói thông qua phần mềm ICBook nhé. Và tiết học tới, trong phần skill 2, chúng ta sẽ được học về kỹ năng nghe và kỹ năng viết, về các thông tin cho các hoạt động tại trường. Cô mong là các em sẽ rèn luyện thật là chăm chỉ để kỹ năng của mình được tốt hơn và cũng đừng quên chuẩn bị bài mới nhé. Goodbye and see you next time.